chèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giờ bướm mơ đỏ nhỏ em mơ đêm của nước ở ven sông. Đường đi
nước chảy đã mòn nhưng vẫn còn đọng trong con, còn đọng trong tim một tình yêu sắt son, là bao công lao ơn người sinh thành, ơn người dưỡng dục và nuôi ta nên người, là tổ tiên ông bà mẹ cha hãy nhớ chưa quên ơn người sinh ta, công ơn cao vời muôn đời hằng khắc ghi. Đất trời đổi đời nhưng nghĩa này càng thấm sâu, nhiều lòng ai hơn lòng mẹ cha dấu yêu, và luôn hy sinh cho đời con hoài, quên cả thân mình tình yêu thương cao đầy, là tổ tiên ông bà mẹ cha hãy nhớ chưa quên ơn người sinh ta, công ơn cao vời muôn đời hằng khắc ghi. Tổ tiên ông bà mẹ cha, những người nuôi dưỡng sinh ta trên đời, dạy ta khôn lớn nên người, công ơn to lớn cao vời lắm thay. Khắc ghi ta nhớ mỗi ngày, cầu cho tiên tổ kiếp này kiếp sau, mong ngày sum họp gặp nhau trên nơi thiên quốc cùng nhau sum vầy. Kính thưa làng Âu Vinh Hà, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý bà con nhân dân hai làng Âu Vinh Thượng Hà, hàng năm vào ngày mùng 7 tháng Chạp âm lịch, làng Âu Vinh chúng tôi tổ chức lễ kỷ ngài giai căn Phạm Quý Công để tưởng nhớ công đức của ngài. Hôm nay trong không khí trang nghiêm, nhân dân hai làng chúng tôi về đây, tề tựu về đây để dâng lên nén nhang thơm tỏ lòng thành kính vô hạn, lòng dâng với lòng, đồng thời giáo dục con cháu mãi mãi tri ân, mãi mãi ghi nhớ công đức vô cùng to lớn của ngài. Ngược dòng lịch sử, làng Âu Vinh Thượng Hà là một trong những làng đầu tiên của đất Trung Hoa. Năm 1558, sau khi Cò Chúa tiến quân vào Nam chinh chiến, ngài cầu nơi đây để khai hoang lập ấp, kiến căn địa bồ, thiết làng xã,
địa danh Ba Vinh có nghĩa là tất cả mọi điều vinh quang, vinh dự, điều quý tụ ở đây và địa danh Ba Vinh đã có từ khi ngài cai vả cho đến bây giờ. Sau khi ổn định đất đai, đánh giới chủ quyền ở Ba Vinh thường, ngài tiếp tục cai vả ruộng đất, đồi núi ở xã Lập Sơn, Phục Lộc và lập nên làng Ba Vinh Hà. Với công đàn phó diễn, ngài được định thiêu sắc phong, quả quần công thần, được thiêu là Mỹ An Hầu. Chúng ta dì dàng khẳng định từ đó đến nay, và mãi mãi sau này, ngài Phạm Quý Công là một bộ khai căn của hai lại Bao Vinh Thường Hà. Ngài mất vào ngày 19 tháng Chạp, công rõ năm nào, tại làng Bao Vinh Hà, và được án nghỉ trên mặt đất mà lúc xin tiền ngài đã cái quá mô phần lắng tầm của ngài cao đảo tan tan đồng đại chặt chẽ đẹp đẽ được nhân dân hai làng thường xuyên nói gói, đặc biệt là nhân dân làng Ba Vinh Hà họ Phạm của con cháu của ngài hầu về của ngài hiện nay đã được 20 đời. Diện tích ngài cái vả trên hai làng là vô cùng to lớn. Hôm nay chúng ta vinh dự và tự hào đang hiện diện tích quần thể di sản thiên liên này, nơi mà các vị tiền nhân kế nghiệp ngài đã dày công tạo dựng. Trên mảnh đất đầy tự hào đây vẫn còn rõ những công trình kiến trúc cổ mà làng khác không thể nào bỏ được. Sau nhiều thế kỷ vẫn chừng chừng với thời gian mưa nắng bão tố chiến tranh, nhưng sẽ đến một đoạn ngày nào đó, thời gian nào đó, nếu chúng ta không có kế hoạch giữ gìn bảo quản nâng cấp thì chắc chắn sẽ không chống chịu đổi mới thiên nhiên càng ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên tín hiệu vui đang đến với làng chúng ta, đó là vào tháng 5/2022, cùng thể di sản mà chúng ta đang hiện diện ở nơi đây, đó là đình làng Ba Vinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử tâm linh. Nhân dân tự hào về di sản và các bậc tiền nhân này lại đã có hôm nay đã có cơ hội để thay đổi. Bảo tồn của tỉnh sẽ gia cố nâng cấp tôn tạo lại di sản này. Các hạng mục đang càng ngày càng nghiêm và bảo tồn sẽ làm rất phần tu sửa lại. Hy vọng một ngày nào đó với cha đình làng Ba Vinh cùng với phủ cùng Ba Vinh sẽ có nhiều thay đổi về diện mạo kinh tế, văn hóa, du lịch, dần dần từng bước cải thiện để xứng đáng với vị thầy lịch sử của địa danh Ba Vinh. Di sản của ngài, đất đai đồi núi mà ngày xưa ngài cai vả đến hôm nay cho con cháu nhân dân thừa hưởng là vô cùng to lớn, vô cùng giá trị và vô cùng quý báu. Ngoài các cái vật chất ấy, chúng ta còn thừa hưởng những giá trị phi vật thể. Giá trị phi vật thể đó là tinh thần chiến đấu, tính cần cù sáng tạo khai phá của ngài, tính đoàn kết của các bậc tiền hiền tiền nhân, tất cả là tấm gương cho bao thế hệ con cháu nhân dân của ngài soi sáng và học hỏi. Hôm nay nhân dân hai làng dâng nén nhang thơm thành kính tưởng nhớ công đức của ngài, cùng một lòng hướng với ngài nguyện công nguyện cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, thương yêu nhau, đùm bọc nhau, học hỏi giúp đỡ nhau để cùng xây dựng cuộc sống đẹp, ấm no, sung túc, hạnh phúc để cùng xây dựng quê hương Ba Vinh của Thường Hà, giao hoàn để mãi mãi xứng đáng là báo cáo của ngài. Nếu hôm nay chúng ta tin tưởng vào một thế giới tâm linh, vào thế giới vô hình, chúng ta hy vọng rằng lúc này đây, trong không gian nhỏ hẹp của vùng thể di sản này, phản phất kinh vọng của ngài và các vị tiên linh đang mỉm cười bằng nguyện khi chứng kiến từ thế hệ này qua thế hệ khác, con cháu của ngài những tiếng hai làng Ba Vinh Thường Hà mãi mãi thành kính hướng với ngài cùng với những vị tiên linh chúng mãi mãi khắc sâu công đức của quý ngài. Kính thưa quý vị đại biểu, chương trình kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý làng Ba Vinh Hà, kính thưa bà con nhân dân của làng Ba Vinh Thường,
đại lễ kỳ ngài thái thân hai là bao vinh tự là ngày vậy chào năm nhân dân xin được phép bắt đầu. Thank you.
Yeah.
Thank you.
tổ hậu cần ẩm thực của làng Bồ Vinh này. Còn bồ đây. Người mộc rồi, người mộc cô Vân. Đại biểu là ở phường Vinh, giữa vị quý, giữa vị bà con nhân dân để như lễ hội ngày hôm nay. Trong ngày sáng nay thì tôi vừa được anh về đây đã xong, xong quân vị viên đang cởi bộ ngay lên. Công nhận đội ngũ cái bếp Tô Vinh tuyệt vời, hãy làm hấp dẫn luôn, tuyệt vời luôn. Thấy cái nhà lạ vườn làm đấy
ngồi đứng được mà đi chạy chứ. Cứ đường tối nó khá hơn ngồi. Đi lắm chứ. Rồi. Rồi, mừng kỷ niệm ngày thay cánh. Quay nó đẹp cái à. Từ ba mình lấy đâu cầm đi. Như thế này, như thế là hôm nay chỉ ngay cái thân này. Lấy cầm đi lên. Có không cũng được. Cái tổ đường. Không được. Đúng rồi chẳng. Rồi, cùng lý nữa, cùng lý cho thế lý à, rồi đưa lên rồi cùng bố dụng đứa lý cùng bố luôn. Quay tim nữa. Ấy. Hả? Mà bên mặt đâu có. Rồi. Rồi Nguyên ngồi trong đoàn cầm ly lên cho mời mình lại game nè. Rồi dùng cầm lên. Rồi mời các bạn chụp mình cái lý bố lại chụp đẹp. Tóc 30 ngàn về lên xuống ảnh rồi có tóc 30 ngàn rồi tóc biển gì. Anh Lưu Yến gạ bị giấu lan mình đẹp đẹp. Anh Lưu Yến trầm một kia anh trầm lên được ấy. Anh Lưu Yến gạ bị giấu của lan bao nhiêu đó. Anh Lưu Yến trầm trầm á. Mặt á bộ mặt á. Đúng rồi. Thôi không được. Làm đi làm đi. Không đi đấy á. Rồi cái mặt này rọt á. Đọc kỳ lễ cái đó, quay cái phim này đó. Rồi. Còn kỳ ngay cái căn này để những nhân vật tiêu biệt cho. Bỏ quay luôn anh. Rồi, uống nước.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người như ra rạng bằng hà thanh.
chẳng bắt mộc tàu thu điệp căn thân kim tâm nhâm bàn quý thủy đào muối nô bắn kèo đồng tiền tám quan của mộng thông bao vinh hiển cũng ngon tờ tiếng đồ ẩm đắp vào màn tiên tu lầm lầm hồ muối đào hãng băng chứ biển hồn đã gặp muôn ngàn cung ngăn lấy vò đi toàn thể con cháu nam nữ mộng thông bao vinh từ nam phù lào mẫu hiền đang sinh sống tài tình thừa thiên huế cùng như các tình bạn trên đất nước Việt Nam hài ngoài nước ngoài xuân đã tạc sẵn hà bao mình an tu tổng tam tai đăng linh bắt phước tử thời lời đàn tai nạn hàng ác bình hoàn bình dịch tần tiêu trừ điều lành đến điều dự tổng đi tai ương tổng cử cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc cầu kinh doanh muôn bản thương mại màu dịch tất thần công ai làm việc thăng quan tiến chức con cháu hồn thông bao binh học thành công